các bạn đang nghe truyện tại Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 39 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy. Nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, nơi xa Thiên Tôn Thành, chỗ ở của Chu Viêm. À ha, Liêu Quang tiểu tử này cũng không tệ, là có thể vào thời khắc trọng yếu lãnh ngộ được điểm then chốt của thời gian đảo lồi pháp tắc. Trên bầu trời ám yêu cốc, năng lượng màu xám vẫn còn đang quay cuồng không ngừng. Một cái âm thanh nhàn nhạt từ trong vật chất màu xám truyền đến. Thời gian đảo lồi pháp tắc ư? Nguyên lai đây mới là điểm then chốt của thời gian đảo lồi pháp tắc. Thì ra là vấn đề đơn giản như vậy. Vậy mà ta lại nghiền ngẫm ức vạn năm cũng không có nghĩ đến. Phương Sùng, ta nên cảm ơn ngươi. Lưu Quang, đúng là Lưu Quang rồi. Hồng Quân nhất thời kinh ngạc nói. Không riêng Hồng Quân chú ý tới, cơ hồ tất cả các thần vương đều đã nghe ra giọng nói của Lưu Quang. Nguyên lai là Lưu Quang vào lúc Phương Sùng tự bạo giữa thời điểm cao trào nhất, gắng gượng vận dụng thời gian đảo lùi pháp tắc, lợi dụng một khe hở nho nhỏ trốn thoát, nhưng lại nhờ đó lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của thời gian đảo lùi pháp tắc, nhất cử trở thành thiên tôn. Lúc này mới dẫn tới chấn động của thiên địa. Cái gì? Không xong rồi. Hồng Quân giờ phút này cũng bất chấp điều gì, lập tức sử dụng vật chất màu xám, đem tất cả các thần phương phe mình đều bao bọc vào bên trong, đồng thời thần thức truyền âm cho mọi người nói: hãy thoải mái, không nên kháng cự lại năng lượng màu xám, ta có thể mang các người thuấn di. Trẻ con. Chỉ nghe thấy thanh âm của Lưu Quang quát to: phá. Theo thanh âm của Lưu Quang, một chữ phá vừa ra khỏi miệng, Trảm Không Kiếm uy thế một kiếm mang theo toàn lực lượng không gian chém bổ lên năng lượng màu xám. Hồng Quân thoáng cảm giác được năng lượng màu xám bốn phía hỗn loạn, đã có chút không thể khống chế nổi chính mình. Màu xám năng lượng có thể bất chấp hạn chế pháp tắc, nhưng đặc tính của Trảm Không Kiếm lại là chém vỡ vụn hết thảy mọi không gian. Ngao Phương, Lam Diệp, các ngươi dẫn bọn hắn đi, ta ngăn chặn hắn lại. Băng Phong chuyển âm nói với Ngao Phương cùng Lam Diệp: không được Băng Phong, ta ở chỗ này chống đỡ, ngươi đi dẫn bọn hắn đi đi. Ngao Phương trả lời, Lam Diệp cũng trả lời giống như thế, lưu lại đó là chết, không người nào nguyện ý lưu lại, nhưng nhất định phải lưu lại một người. Hồng Quân, làm sao vậy? Không được, ngươi cũng biết vừa rồi bởi vì tâm ma của ngươi bỗng dưng phát sinh đã làm hại Phương Sùng tự bạo. Đương nhiên nếu như hắn tự bạo có thể giết chết, ta cũng coi như là không tệ. Chỉ có điều ta còn phải cảm tạ hắn, nếu không có hắn ta còn không biết bao lâu mới có thể lĩnh ngộ điểm mấu chốt của thời gian đảo lùi pháp tắc này, thành tựu thiên tôn đấy. Thanh âm của Lưu Quang đánh vào đầu Hồng Quân từng chút một, cũng giống như vừa rồi. Trong thanh âm này dẫn theo một cỗ lực lượng xâm nhập linh hồn, quấy nhiễu làm cho tâm thần Hồng Quân có phần không ổn định. Phốc. Hồng Quân gắng gượng chịu đựng, đột nhiên phun ra một cụm máu tươi. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt vật chất màu xám bao bọc mọi người. Lưu Quang, chúng ta thừa nhận đã vấp ngã, chẳng qua là sau này có ngày gặp lại, người cũng không phải là số một mãi mãi đâu. Hồng Quân nói, đồng thời khống chế cỗ năng lượng màu xám kia thi triển thuấn di rời đi. Tiểu Sương, ta có thể nhận thấy hai huynh đệ các ngươi không giống nhau, chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ mối kiều hận ngày hôm nay, khi có năng lực báo thù cho ta. Mặt khác, tiểu tư nhất định phải chiếu cố tốt cho Nghiên Nhi. Nghiên Nhi, hy vọng sau này không nên trách nhị ra ra nữa. Thanh âm của Băng Phong truyền rõ ràng vào trong tai mỗi người. Hồng Quân lúc này mới phát hiện trong đám người do năng lượng màu xám bao bọc đã thiếu đi Băng Phong. Giáo huấn mới vừa rồi còn chưa đủ sao, còn muốn thi triển thuấn gì? Phá cho ta. Lưu Quang vừa muốn sử dụng Trảm Không Kiếm phá vỡ năng lượng màu xám kia, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trước mặt mình. Trong giây lát, oanh một tiếng nổ mạnh. Nhị ra ra. Băng Nghiên khóc. Trước kia Băng Nghiên đã khóc không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa có khóc vì Băng Phong. Hôm nay đây cũng là lần đầu tiên vì Băng Phong mà khóc. Hồng Quân đã mang theo mọi người rời xa nơi đó, đồng thời dùng năng lượng màu xám xây dựng nên một mảnh không gian, ngăn cách hết thảy mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngay cả là thiên tôn cũng không có cách nào sử dụng thần thức điều tra nơi này. Nghiên Nhi, xin lỗi, đều trách ta vô dụng. Tần Tư cúi gầm đầu giống như gà trống thua trận. Nhị ra ra. Băng Nghiên như trước vẫn khóc. Đều do ta không tốt, cũng đã lâu như vậy còn không quên được chuyện trước kia. Nhị ra ra những năm gần đây một mực đều khuyên dỗ ta, mong muốn ta được vui vẻ,
Hy vọng ta tha thứ cho ông, nhưng ta vì sao thủ dai như vậy? Chúng ta đúng là luôn luôn ôm lấy chuyện quá khứ vẫn vương trong lòng, không dứt bỏ được. Băng Niên không để ý đến bất cứ ai, tự nói một mình, cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Hồng Quân lại tự trách mình hơn nữa. Sư huynh Liễu Hàn Thư chính bởi vì sự lơ là, không chú ý của mình mà chết. Hôm nay cũng do chính mình dễ dàng lâm vào tâm ma của Lưu Quang, thoáng một cái đã hại chết Phương Sùng cùng Băng Phong. Ngao Phương và Lam Diệp lướt nhìn nhau, hai người đi tới bên cạnh Hồng Quân an ủi nói: Tiểu Sương, ngươi cũng đừng nên quá trách mình. Phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cũng đều không muốn chứng kiến cả. Chuyện phát triển đến mức này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta, không nên đem tất cả mọi chuyện đều đổ chút lên đầu của mình. Hồng Quân hít sâu một hơi nói: Cảm ơn hai vị tiền bối, nhưng đích xác là lỗi lầm của ta. Ta còn ôm đồm nhiều việc, còn muốn cùng Lưu Quang một trợ một, không nghĩ rằng lại dễ dàng mắc phải tâm ma như vậy. Lưu Quang về mặt này quả thực là lợi hại, nhưng cho dù không phải ngươi, chúng ta giữ thanh kiếm kia của Lưu Quang cũng không có khả năng sống sót được. Hình ảnh Phương Sùng lúc đầu bị thanh kiếm kia chém thành hai nửa, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta tự nhận không có năng lực né tránh chút nào. Lam Diệp cũng khuyên nhủ. Hồng Quân lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng nói: Hai vị tiền bối không cần khuyên nhủ ta, ta biết phải làm thế nào. Bây giờ chính là nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể báo thù cho Phương đại ca cùng Băng Gia Gia đây. Tiểu Sương, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Thật ra từ lúc các ngươi gia nhập Mã Miêu Cốc, chúng ta cũng đã có lợi ích và còn tăng cao tổng thể. Trong cái tổng thể này xuất hiện bất cứ sự hy sinh nào cũng không phải chúng ta mong muốn nhìn thấy. Nhưng nếu có người hy sinh, chúng ta cũng phải đối mặt với nó. Đối mặt không phải là truy tìm trách nhiệm của ai, vì sao mà chết. Chúng ta chẳng qua tìm hiểu bọn họ bị ai giết chết, vậy là đủ rồi. Mục đích của cuộc sống của chúng ta chính là báo thù. Ngao Phương kiên định nói: Thật ra việc này cũng đáng trách chúng ta. Lúc này Tần Tư đã đi tới lên tiếng: Nếu như chúng ta không đi tới Ám Yêu Cốc, cũng không dẫn đến sự việc rối loạn đến như vậy. Không liên quan chuyện của các ngươi, giữa đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới thế nào cũng phải xảy ra một cuộc chiến lâu dài, chẳng qua là chuyện xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Ngao Phương nói: Được rồi, hai vị tiền bối, những người khác của Ám Yêu Cốc đâu rồi? Hồng Quân đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Ám Yêu Cốc ngoài bọn họ ra còn có mấy mươi người đệ nhị thần giới, trong đó còn có cả phụ thân của Băng Nhiên. Lam Diệp thản nhiên cười cười nói: Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Trước khi Lưu Quang xuất ra thanh kiếm kia, ta cũng đã thông báo cho bọn họ phân tán rộng ra rồi. Tiểu Sương, Tiểu Tư, Ngao Phương nghiêm túc đứng lên nói: Các ngươi cần phải bế quan. Ta cũng phát hiện ra vấn đề thần lực của Tiêu Sương trước giờ, không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngươi phải nhanh một chút trở thành thần vương thực sự, đây là điều quan trọng nhất. Tiểu Tư, hiện tại mà nói, thực lực có thể mạnh lên để báo thù, chỉ có hai người các ngươi, đừng để cho chúng ta thất vọng. Hồng Quân cùng Tần Tư đều là trịnh trọng gật gật đầu, bắt đầu tiến hành công việc bế quan buồn chán. Phía trên Ám Yêu Cốc, Lưu Quang cũng đang tự hối hận. Rõ ràng chiếm giữ nhiều ưu thế, như thế là để cho bọn họ chạy thoát. Nguyên nhân khác nữa, lúc chính mình trở thành thiên tôn, quá khinh thường đối thủ, lại dùng thần thức điều tra, cũng hoàn toàn không tìm được tung tích của những người này. Nhìn Ám Yêu Cốc, Lưu Quang lộ ra nét cười khinh thường, tay nhẹ vung lên, cả Ám Yêu Cốc nhất thời biến thành một đống hoang tàn. Tham kiến Lưu Quang thiên tôn. Lưu Quang mang theo 21 thần vương, hôm nay chỉ còn lại có 7 người. Những người lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc lại chỉ còn lại có 2 người. Bất quá bọn này cũng đã không còn quan trọng, trọng yếu chính là Lưu Quang chính mình thành tựu đã được thành tiên tôn. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt ngàn năm đã trôi qua. Hồng Quân ở trong trận pháp thời gian gia tốc gấp vạn lần tu luyện, rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra. Năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn thuế biến thành thần vương lực. Từ giờ khắc này, Hồng Quân mới coi như là trở thành thần vương chân chính. Trong lúc Hồng Quân xuất quan không lâu, một cỗ không gian ba động kỳ dị truyền đến, lại có thể xuyên qua năng lượng màu xám, hoàn toàn bao trùm bảy vị thần vương. Tất cả mọi người đều cảm giác được, cảm thấy chính mình hình như hoàn toàn bại lộ dưới sự giám thị người khác. Hồng Quân trong tay lập tức đưa ra Tản Tuyết thần thương, cảnh giác đứng lên. Cảm nhận được sự khẩn trương của đám người Hồng Quân, chủ nhân của không gian ba động kia truyền đến một hồi cười sang sảng. Không hề gì, đừng lo lắng, ta tình không có ác ý đâu, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy có người có thể khống chế năng lượng màu xám, cảm thấy tò mò mà thôi. Ngươi là ai? Hồng Quân vẫn đang rất lo lắng hỏi. Ta ư?
ta xem như là đệ nhị thần giới đi, người địa cầu, lôi vệ. Cái thanh âm kia trả lời. Lôi vệ ư? Người khác có thể không biết, nhưng với Tần Tư và Hồng Quân, cái tên này rất quen thuộc hơn ai hết. Lôi vệ tiền bối, sao không hiện thân gặp mặt đi? Tần Tư nói. Vù, thân ảnh lôi vệ trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong không gian do Hồng Quân dùng năng lượng màu xám bố trí. Mái tóc đen dài, một thân trường bào màu xám, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cả người lộ ra vẻ cao ngạo, nghiêm túc. Ngao Phương, Lam Diệp cùng với Tả Thu Mi và Tuyết Hành đều cảnh giác dòm chừng lôi vệ. Bỗng nhiên người này xuất hiện, còn chưa biết là địch hay bạn. Hồng Quân trông thấy tình hình kiếm bạt cung dương, vội vàng truyền âm cho mọi người giải thích ngọn nguồn một chút về lôi vệ. Lúc này mọi người mới buông lỏng cảnh giác, thở phào nhẹ nhõm. Ngài chính là lôi vệ tiền bối sao? Tần Tư nhỏ giọng hỏi. Hồng Quân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp hắn dùng năng lượng màu xám bố trí, ngay cả Thiên Tôn cũng không thể sử dụng thần thức điều tra, lôi vệ lại có thể dò xét tìm tới quá dễ dàng, lại thuấn di tiến vào không hề bị ngăn trở chút nào như thế. Đúng, ta là lôi vệ. Lôi vệ vừa cười vừa nói, cả người lộ ra vẻ bình dị dễ gần. Lôi vệ, người sáng tạo ra tinh tiền biến công pháp ư? Hồng Quân cẩn thận dè dặt hỏi. Lúc này ngược lại lôi vệ sững sờ, hết sức ngạc nhiên hỏi. Các người cũng biết tinh thần biến công pháp ư? Tần Tư và Hồng Quân liếc nhìn nhau, hướng về lôi vệ nói. Chính xác mà nói, hai huynh đệ chúng ta coi như là người của Tử Huyền Tinh đấy chứ. Tử Huyền Tinh, Tiềm Long Đại Lục, ngài truyền lại Thông Thiên Tam Đồ. Tử Huyền Tinh, Tiềm Long Đại Lục, Thông Thiên Tam Đồ. Lôi vệ lẩm bẩm trong miệng, mắt có chút mông lung, mơ hồ, tự hồ đang nhớ lại điều gì đó. Tử Huyền Tinh, nó đến cũng là một tinh cầu rất đẹp. Ta ở nơi đó chém giết chiến đấu, cuối cùng bị mấy tên tán tiên, một tên đại thành kỳ và hơn 10 tên không minh kỳ, bọn tu chân ấy vây công. Mặc dù thành công giết chết bọn họ, nhưng cuối cùng bởi vì kiệt lực mà hậu quả độ kiếp thất bại, lưu lại Thông Thiên Tam Đồ, để lại Lô Sơn Cư và tinh thần biến. Lôi vệ từ hồi tưởng tự nói, nghĩ tới hết thảy giống như mới xảy ra ngày hôm qua, chẳng qua là đã cách mấy đời. Tần Tư cùng Hồng Quân hưng phấn lên, người này nhất định trên lý thuyết là vị sư tôn chân chính đầu tiên của phụ thân. Lôi vệ nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người cũng cười một tiếng. Không nghĩ tới các ngươi thân là một nửa người của Tử Huyền Tinh cũng biết tên của ta và tinh thần biến công pháp. Xem ra chuẩn nhân của ta tại Tử Huyền Tinh phát triển quả thực không tệ rồi. Không, lôi vệ tiền bối, Tử Huyền Tinh hầu như không có người tu chân luyện tinh thần biến. Hồng Quân đáp. Lôi vệ trả lại hoàn toàn không thèm để ý tới nói. Không có thì không có chứ sao, ta cũng sẽ không để ý tới. Được rồi, vừa rồi cái trận pháp đó do năng lượng màu xám bố trí mà thành, là ngươi làm phải không? Hồng Quân gật đầu nói. Đúng là ván bố làm, trước nay vẫn cho là có thể che giấu qua thần thức điều tra của bất luận kẻ nào, lại không ngờ hoàn toàn không giấu giếm được ngài. Lôi vệ vừa cười dài vừa nói. Tiểu tử, không sao cả, thần vương có thể điều động năng lượng màu xám, ngươi là người đầu tiên ta gặp được. Không gian này của ngươi trừ ta ra, chỉ sợ cho dù là Thiên Tôn tới cũng dứt khoát dò xét không được. Thiên Tôn cũng dò xét không được ư? Tần Tư và Hồng Quân trong lòng cực kỳ rung động. Thiên Tôn phát hiện không được, lôi vệ hắn có thể phát hiện. Chẳng lẽ lôi vệ đã đạt tới cảnh giới cao hơn của Thiên Tôn sao? Chẳng lẽ tu luyện tinh thần biến thực sự đều dị thường như vậy hay sao? Lôi vệ nhìn thấy bộ dáng hai người, thoải mái cười lớn nói. Đừng kinh ngạc như vậy, ta không phải Thiên Tôn, cũng không có vượt qua Thiên Tôn đâu. Ta chỉ là một thần vương hơi đặc biệt mà thôi. Thần vương hơi đặc biệt ư? Hồng Quân kinh ngạc nói. Thật ra nói đến, hắn cũng là một thần vương tương đối đặc biệt. Thân thể có thể dễ dàng hóa thành năng lượng màu xám, hoàn toàn thoải mái, bất chấp pháp tắc, phối hợp với Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo Hoa Liên Phân Thân, căn bản đúng là thân thể bất tử. Mặc dù nghĩ thần lực trong cơ thể đã hoàn toàn thuế biến thành thần vương lực, nhưng linh hồn cảnh giới vẫn chưa có tăng cao. Công pháp của Hồng Quân Đạo cũng vẫn dừng lại ở tầng thứ 2 hậu kỳ, chưa có bất cứ đột phá nào. Đặc thù đến giai đoạn gì? Tần Tư hỏi. Lúc đầu phụ thân Tần Vũ cũng là một người thần vương đặc biệt, dựa vào lực lượng của Tân Vũ Trụ cũng là cấp thần vương, nhưng tuyệt nhiên không có người nào là đối thủ của ông. Cũng không có gì, chẳng qua là tinh thần biến diễn hóa đến nay hình thành một cái lĩnh vực tinh thần. Mặc dù lĩnh vực không lớn, chỉ có thể bao trùm phạm vi phương viên ngàn dặm, nhưng trong vòng ngàn dặm
ta chính là pháp tắc. Cho dù là thiên tôn tiến vào lĩnh vực của ta cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng tự mình phi hành, hoàn toàn không cách nào vận dụng pháp tắc. Lĩnh vực tinh thần so với vũ trụ của cha còn có chút khác nhau sao? Tần Tư và Hồng Quân nhìn nhau nói. Lôi Vệ nghe mấy lời này ngược lại sừng sốt. Phụ thân các ngươi chẳng lẽ cũng được tu luyện tinh thần biến sao? Hai người trịnh trọng gật đầu. Tần Tư nói, chúng ta hẳn phải gọi ngài là sư tổ. Phụ thân Tần Vũ của chúng ta lúc ở Tử Huyền Tinh đã thu được Thông Thiên Tam Đồ, cuối cùng kế thừa Lôi Sơn Cư của ngài, thu được công pháp tinh thần biến. Ngày nay công pháp đã đại thành, chẳng qua là cùng với lĩnh vực tinh thần của ngài có chút khác biệt. Tần Tư đúng sự thật trả lời. Lôi Vệ lần này đúng là trợn tròn hai mắt, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài lại gặp được con của truyền nhân mình, càng không nghĩ tới chính là hai gã con trai này của truyền nhân hôm nay đều đã tu luyện đạt đến cảnh giới thần vương rồi. Chẳng qua cái này cũng không hề gì, ông bây giờ muốn biết chính là cái công pháp tinh thần biến của gã truyền nhân này đã diễn biến như thế nào. Dù sao pho công pháp này do chính mình sáng lập ra, ông cũng còn hơi chú ý tới. Không ngờ lại vừa khéo như vậy. Các ngươi hãy nói một chút, đừng lỗi diễn hóa tinh thần của phụ thân các ngươi, ta cũng muốn so sánh một chút, là nguyên sáng lập của ta đây lợi hại, hay là chuẩn nhân ta chưa từng gặp mặt diễn biến lợi hại hơn. Lôi Vệ ha hả cười xong liền hỏi. Tần Tư đem tinh thần biến diễn hóa đến cảnh giới của Tần Vũ đầu đuôi ngọn ngành, từng điểm tất cả đều nói cho Lôi Vệ biết. Tần Tư đối với công pháp tinh thần biến cũng tương đối hiểu rõ, không những nghe phụ thân giải thích mà Tần Thạch Thiên tu luyện hắn cũng đã từng nhìn thấy qua. Lôi Vệ nghe được trao đôi mày. Từ cảnh giới nguyên đam khởi kỳ, khởi sáng vũ trụ, mặc dù Tần Tư cũng không nói ra thành tựu cuối cùng của Tần Vũ, nhưng hẳn là cũng không thấp. Hắc động, nguyên điểm, vũ trụ, nguyên lai là như thế. Lôi Vệ suy tư một hồi lâu, trong lòng thở dài nói, cảnh giới hắc động chính là một cái tiến trình then chốt nối tiếp được hồng mông không gian, còn chính mình cũng diễn hóa ra cảnh giới hắc động, nhưng không có nối tiếp được bất cứ địa phương nào, chẳng qua là hấp thu năng lượng vô tận, cuối cùng hình thành kỳ điểm. Đều không giống nhau chính là Tần Vũ đem kỳ điểm tách vỡ ra hình thành vũ trụ, còn Lôi Vệ ta lại là tu luyện kỳ điểm, sau đó bên trong kỳ điểm tự biến thành một cái thế giới, cuối cùng khai mở tán phát ra bên ngoài cơ thể hình thành lĩnh vực tinh thần. Chẳng qua ta cho dù cô đem kỳ điểm tách vỡ ra cũng không thể hình thành vũ trụ được. Lôi Vệ nói, trong lòng ông hiểu rõ, không có nối tiếp được hồng mông không gian, không có hồng mông linh khí thì hoàn toàn không có cách nào duy trì việc hình thành vũ trụ. Tần Tư và Hồng Quân đều là thần sắc tối sầm lại. Bọn họ biết cái vô danh không gian này đó là tử vong không gian, cũng có thể nói là luân hồi không gian. Lôi Vệ nói không sai, cho dù tách ra kỳ điểm cũng không thể nào hình thành vũ trụ được. Đích xác không có sự duy trì chống đỡ của hồng mông linh khí, vũ trụ căn bản không cách nào hình thành. Hướng đi này của Lôi Vệ coi như là cực kỳ chính xác. Nói đến tác dụng của lĩnh vực tinh thần so với thiên tôn linh bảo Định Viễn Châu của Sa Hầu Viên luyện chế càng lợi hại hơn. Bên trong Định Viễn Châu là một cái vũ trụ không gian không có pháp tắc, lại không cách nào chủ động đem người ta trói buộc ở bên trong, mà lĩnh vực tinh thần hoàn toàn có thể đem đối thủ bao trùm vào. Hơn nữa chủ nhân Lôi Vệ của lĩnh vực tinh thần lại đúng là chủ nhân của cái không gian này, hết thảy nơi này cũng đều do ông định đoạt. Có thể nói tinh thần biến vũ trụ đại thành trước của Tần Vũ, mặc dù có thể lấy lực lượng tân vũ trụ bao trùm không gian thần giới, thế nhưng khi đem so với lĩnh vực tinh thần của Lôi Vệ vẫn còn kém một bậc. Được rồi, xem bộ dáng của các ngươi vừa rồi có phải đang trốn tránh người nào hay không? Lôi Vệ cảm thấy hứng thú hỏi. Ông có thể nhận thức được những người trước mắt này đều là các thần vương tương đối lợi hại, thậm chí có 3 người đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Hơn nữa Hồng Quân trước mắt này có thể điều động năng lượng màu xám, tuyệt đối là một tổ hợp thế lực mạnh mẽ. Thật không biết bọn họ còn phải trốn tránh người nào nữa. Lôi Vệ vẫn luôn một mình ẩn cư tu luyện, cũng không có nghe nói qua trận đại chiến của 1000 năm trước. Nói đến chuyện này, Hồng Quân thần sắc một phen buồn bã nói, là Lưu Quang, nguyên là thần vương của đệ nhất thần giới, một người lợi hại phi thường, hôm nay đã hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian đảo lùi pháp tắc, thành tựu đã đến thân thiên tôn. Sao, đệ nhất thần giới vừa sinh ra thiên tôn sao? Lôi Vệ cũng phải cho mày, mặc dù ông vẫn luôn ẩn cư, nhưng lúc không tu luyện cũng nghe nói qua mối quan hệ giữa đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới. Đệ nhị thần giới vốn thần vương rơi xuống đã ít hơn, hôm nay đệ nhất thần giới lại nảy sinh ra thêm một thiên tôn, cái này hoàn toàn không có cân đối.
Lưu Quang bản thân đã linh ngộ bộ phận thời gian đảo lùi pháp tắc, chẳng qua là trước sau không có hiểu được điểm then chốt kéo dài, đột nhiên linh ngộ được đã thành tựu trở thành thiên tôn. Tần Tư cũng nói, ta nghĩ thực lực của ta hẳn là có thể liều mình đánh với một tên thần vương, không bảo đảm có thể giết chết được đối phương, nhưng giam giữ lại hẳn là cũng có thể. Lôi Vệ suy nghĩ một chút rồi nói, vô dụng thôi, bây giờ đệ nhất thần giới có hai thiên tôn, mục đích của bọn họ cũng chính là cướp đoạt Hồng Mông Linh Bảo của huynh đệ chúng ta. Tại dưới tình huống lợi ích như nhau, ai cũng không dám cam đoan hai người thiên tôn có thể liên thủ hay không. Hồng Quân phân tích nói, các người có Hồng Mông Linh Bảo sao? Lôi Vệ kinh ngạc hỏi, ông tu luyện đến cảnh giới thần vương cũng đã có ngàn vạn năm, chỉ nghe qua cái tên của Hồng Mông Linh Bảo, còn hoàn toàn chưa từng trông thấy qua. Trước mặt Lôi Vệ, Tần Tư không có giữ lại chút nào, đem quá trình bọn họ tiến vào cái không gian này toàn bộ thuật lại cho Lôi Vệ. Lôi Vệ nghe xong cũng là há hốc miệng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào hiểu được. Sau này các ngươi không cần lo lắng vấn đề hành tung, ta đem bọn ngươi thu vào trong lĩnh vực tinh thần, chỉ cần đem lĩnh vực thu nhỏ lại thì sẽ không cần dẫn đến sự chú ý của người khác, càng không thể bị người ta phát hiện được. Lôi Vệ suy nghĩ một chút rồi nói, Tần Tư và Hồng Quân đều mừng rỡ, đồng thời nói, vậy làm phiền sư tổ rồi. Lôi Vệ chỉ cười cười không trả lời. Tần Tư chợt nghĩ đến một vấn đề, nghi hoặc hỏi Hồng Quân, à đúng rồi, Tiểu Sương, ta thấy ngươi lần trước như thế nào, thân thể là năng lượng màu xám cấu thành vậy? Hồng Quân cười khổ một cái rồi nói, đại ca, hôm nay ta cũng không giấu huynh nữa, đích xác mà nói, ta bây giờ cũng coi như là người đã chết rồi. Hồng Quân trả lời khiến cho Tần Tư ngay tức thì ngây ngẩn cả người. Người chết sao? Hồng Quân gật gật đầu, đem những gì chính mình gặp phải ở tầng thứ 7 hoàn toàn kể lại với Tần Tư, kể cả lần kỳ ngộ đó cùng người thần bí kia. Nghe xong cảnh ngộ của Hồng Quân, Tần Tư chắt lưỡi liên tục. Tiểu Sương, không nghĩ tới ngươi lại trải qua những việc lạ lùng như vậy. Cái người thần bí long lượng không gian màu xám đó, ngươi nói rốt cuộc là ai đây? Hồng Quân cười khổ một cái rồi nói, cái này đệ làm sao mà biết được, chẳng qua đệ nhận thức được người nọ ít nhất so với thiên tôn cũng sẽ không kém hơn. Tần Tư suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng cho là như vậy, nếu như người đó có thể giúp chúng ta đối phó với Lưu Quang bọn chúng thì tốt quá. Đại ca, với việc dựa vào người khác ấy quả thật không bằng dựa vào sự tu luyện của chính mình. Lưu Quang nếu không phát hiện ra chúng ta đã có được thời gian vô tận rồi. Người ta có câu quân tử báo thù 10 năm không muộn, con người bình thường sống được 100 năm, còn chúng ta có được 5 tháng vô tận, chúng ta báo thù ước vạn năm cũng không muộn. Lúc Hồng Quân nói những lời này, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Nói rất hay. Lôi Vệ một bực lắng nghe, không có chen vào. Nghe đến lời nói này, nhịn không được khen ngợi một câu. Chúng ta báo thù ước vạn năm cũng không muộn, chờ khi chúng ta có năng lực đánh bại thiên tôn, vậy không gian này còn không phải là thiên hạ của đệ nhị thần giới ư? Mục tiêu lớn như thế, chúng ta cần gì phải quan tâm đến thời gian? Hay cho câu chúng ta báo thù ước vạn năm cũng không muộn. Ngao Phương mấy người nghe nói như thế, tất cả cũng đều đi tới. Bọn họ cũng vẫn luôn lo lắng trong lòng Hồng Quân nảy sinh tâm ma, bỏ đi tìm Lưu Quang báo thù. Bây giờ có thể từ miệng hắn nói ra những lời này, chứng tỏ Hồng Quân đã trưởng thành thực sự rồi. Bọn họ cũng hiểu rõ trên người Hồng Quân ẩn chứa năng lượng rất lớn. Lúc này cái ước vọng có thể tìm được thiên tôn báo thù cũng chỉ có thể ký thác trên tất cả mình hắn. Chẳng qua Tiểu Sương, người nếu như không chết đi sẽ tốt biết bao. Tần Tư thở dài luyến tiếc nói. Hồng Quân nhìn thấy bộ dáng của Tần Tư, cười cười nói, đại ca, kỳ thực cũng không có gì, chúng ta bây giờ cũng đều ở trong cái không gian này, còn sống và đã chết thì có khác nhau bao nhiêu đâu. Tiểu Sương, Tần Tư nhìn Hồng Quân trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào mới tốt. Hồng Quân tỏ vẻ không có gì đáng kể. Đại ca, huynh nhìn xem, thân thể ta như bây giờ không phải là rất tốt sao? Ta dường như còn tưởng mình chưa chết, chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại, ta có thể tùy thời điều động sử dụng năng lượng màu xám khôi phục thân thể. Linh hồn của ta như bây giờ ở trong Hoa Liên phân thân, Hoa Liên phân thân hầu như đã là bất diệt thân thể. Nó đến cho dù là thiên tôn tưởng muốn giết ta cũng không dễ dàng đâu. Tần Tư cúi đầu khe khẽ nói, ta quả là e ngại, e rằng cha mẹ trách ta không có chiếu cố tốt cho ngươi. Một câu nói đơn giản đã nói ra hết tình huynh đệ. Hồng Quân vỗ vỗ vai Tần Tư, quay đầu hỏi Lôi Vệ, sư tổ,
ngài ở vô danh không gian này thời gian lâu dài như vậy, có phát hiện ra nơi nào có nguyên vật liệu tốt thích hợp cho việc rèn luyện vũ khí hay không? Lôi vệ cao mày suy nghĩ một chút rồi nói, ta chỉ nghe nói qua Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch được người ta dùng để luyện chế thiên thần khí, còn những thứ khác thì không rõ ràng. Thiên thần khí ư? Hồng Quân cao mày trầm tư một lúc rồi nói, thanh kiếm trong tay Lưu Quang kia hoàn toàn có thể so sánh được với Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, tương đối lợi hại, nhưng nó đích thực là dùng vật chất của không gian này luyện chế mà thành, hơn nữa trên thân kiếm còn có ba động năng lượng màu xám. Đúng, thân thể của Phương Sùng độ cứng rắn đã có thể so với thượng phẩm thiên thần khí cao cấp, ở dưới thanh kiếm ấy của Lưu Quang tuyệt nhiên không có chống lại chút nào, đã bị chém thành hai nửa, chuyện này trước kia căn bản là không thể tưởng tượng. Ngao Phương cũng nghiêm túc nói, uy lực thanh kiếm ấy của Lưu Quang chẳng qua là mỗi khi nhớ lại thậm chí có cảm giác không rét mà run. Hơn nữa thanh kiếm của Lưu Quang hình như có đặc tính nào đó, bất luận là không gian áp xúc đến mức tận cùng, không gian lại còn bị tràn ngập năng lượng màu xám của Hồng Quân, cũng có thể một kiếm chém rách ra. Lam Diệp cũng bổ sung nói, vũ khí có thể sánh bằng với Nhất Lưu Hồng Bông Linh Bảo, còn có thể chém vỡ vụn không gian nữa. Lôi vệ trầm mặc, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì đó. Trên lý thuyết, tại không gian này trừ huynh đệ chúng ta ra sẽ không xuất hiện Hồng Mông Linh Bảo nào nữa, bởi vì ở trong không gian này dứt khoát không có Hồng Mông Linh khí. Hồng Quân nói tiếp, thế nhưng uy lực của thanh kiếm của Lưu Quang kia đích thực là vượt qua Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo bình thường, hay là cấp bậc tầm cỡ Hỏa Nguyên Linh Châu ấy. Vậy nói cách khác, tại không gian này đồng dạng có nguyên vật liệu có thể thông qua năng lượng màu xám luyện chế ra vũ khí có thể so với Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Ta cũng từng đi tìm, thế nhưng không có nguyên vật liệu gì có thể kết hợp được với năng lượng màu xám kia. Nghĩ đến quả thực cũng rất kỳ quái. Ngao Phương lên tiếng, ta ở không gian này cũng đã qua rất lâu rồi, nghe nói lúc đầu cho dù là thiên tôn Chu Viêm cũng chỉ có thể dựa vào cực phẩm thiên thần khí mà thôi, uy lực nhiều nhất chỉ tương đương với Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Thật không biết kiện vũ khí kia của Lưu Quang là từ đâu mà tới. Nếu như biết phương pháp luyện chế thanh kiếm đó thì tốt rồi. Hồng Quân buồn bã nói, không việc gì, không việc gì. Lôi vệ đột nhiên lên tiếng nói, có lĩnh vực tinh thần của ta tồn tại, không ai có thể phát hiện ra chúng ta. Chúng ta cũng có thể yên tâm mạnh dạn mà đi khắp nơi thử xem, hoặc giả biết đâu có thể nhận được năng lượng của nguyên vật liệu. Nếu như có thể tìm được nguyên vật liệu như vậy, có lẽ ta cũng có thể chế tạo một ít vũ khí đẳng cấp Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Quân nói, như vậy chúng ta cũng có thể có được thực lực càng mạnh hơn. Quả thực, từ xưa đến nay, vũ khí tốt có tác dụng chiếm giữ tính quyết định, cũng giống như Tần Tư có Hỏa Nguyên Linh Châu trong người. Thần Vương ở không gian này gần như không cách nào phá vỡ phòng ngự của Tần Tư, mà lại có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo lơi tay, với các thần vương cùng cấp bậc, Tần Tư hoàn toàn có thể giết chết được dễ dàng nhanh chóng. Suy nghĩ của Hồng Quân rất đơn giản, mặc dù mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Lưu Quang, nhưng những thần vương còn lại này tuyệt đối không được phép hy sinh bất cứ một người nào nữa. Cũng trong lúc này, tại vô danh không gian tầng thứ 8, Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh, Nghịch Cương cùng với La Băng đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Phi thăng lên tới tầng này, phạm vi thần thức của thiên thần đã tăng lên rất rộng lớn. Mấy người tụ tập cùng một chỗ cũng có rất nhiều chuyện để tâm sự. Cũng không biết Tiểu Quân thế nào rồi, ở tầng thứ 9 có phải cũng đang uy phong lẫm liệt như vậy hay không? Tôn Ngộ Không bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến lúc ra sức chiến đấu điên cuồng cuối cùng cũng đến lúc ngừng chiến đấu lại. La Băng cười nói, dù sao hắn tới nơi nào cũng hầu như không an nhàn được. Lúc đó hắn còn nói đến tầng thứ 9 hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc thì sẽ đến gặp chúng ta đấy, đến bây giờ cũng không đến được. Ha 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 ha, Tiểu Quân không phải đến gặp chúng ta, rõ ràng là tới gặp một mình ngươi thôi. Nghịch Cương vừa cười lớn vừa nói, La Măng mặt đỏ lên. Nghịch Cương đại ca, ta cũng không tin huynh không ngóng trông hắn quay lại. Bây giờ không có trận pháp thời gian gia tốc, chúng ta tu luyện trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Huống Thiên Minh mỉm cười, thật ra cũng không tệ lắm, ta cũng đã là thượng bộ thiên thần tới cảnh giới đỉnh phong, e rằng qua thời gian không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc phi thăng rồi. Nói đến cái này thật đúng là rất kỳ quái, trước kia cũng không thấy người tu chân luyện nhanh như vậy. Như thế nào khi tu luyện đến thiên thần kinh tiết này, với tốc độ tăng lên ì ạch từng chút một, lúc này mới có bao nhiêu thời gian, ngươi lại có thể đạt tới thượng bộ thiên thần? Tôn Ngộ Không bất mãn lẩm bẩm, được rồi Ngộ Không, ngươi cũng có khả năng,
ngươi cũng đạt tới trung bộ thiên thần rồi. Kinh thiên côn pháp bạt mạng của ngươi, ngay cả thượng bộ thiên thần bình thường cũng không dám chọc giận ngươi mà. Nghịch Cương bất đắc dĩ nói, trong những người này vốn là hắn tu vi cao nhất, nhưng thực sự động thủ hắn cũng là một người kém cỏi nhất. Đến bây giờ khéo sao mà ngay cả cảnh giới cũng là thấp nhất, càng không nói đến động thủ cùng mấy tên biến thái kia. Bỗng nhiên Huống Thiên Minh nhướng mày, hướng về phía mấy người lên tiếng nói, ta phải tìm một nơi yên tĩnh, ta cảm thấy hình như trong cơ thể có lại sinh biến hóa gì đó. Nghịch Cương nhướng mày lập tức nói, cách nơi này ngoài 3 vạn dặm có một vùng sơn cốc đúng là vắng vẻ, chúng ta đi ngay đi. Mấy người quyết định cũng nhanh, lập tức dẫn dắt Huống Thiên Minh đến sơn cốc đó. À, vừa đến sơn cốc, Huống Thiên Minh lập tức bay lên bầu trời, ngửa mặt lên trời kêu to lên, khắp người kim quang chợt ẩn chợt hiện, hai quả răng nanh trong miệng nhô ra, sắc mặt có hơi tái nhợt. Trong cơ thể một cỗ năng lượng cuồn cuộn phát tán ra chung quanh. Phốc một cái, Huống Thiên Minh hình như là chịu đựng không nổi thống khổ trong cơ thể, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hoàn toàn biến thân lần thứ nhất, tay chân không tự chủ được vung múa tứ tung, hỗn loạn không có chiêu thức gì, nhưng lực công kích đó thật kinh khủng, không gian chung quanh bị chấn động đều là một trận rung chuyển lắc lư. Sau khi hoàn toàn biến thân, Huống Thiên Minh vốn định dựa vào lực lượng cường đại để ngăn chặn cỗ lực lượng tán loạn kia, nhưng cũng không ngờ tới khi hắn biến thân, lực lượng tăng mạnh lên trong cơ thể hắn, cỗ lực lượng tán loạn kia cũng trở nên cường hãn, vẫn như trước khống chế không được, ở trong cơ thể của hắn chạy tán loạn. Tôn Ngộ Không, Nghịch Cương và La Băng cũng không rõ Huống Thiên Minh xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi vẫn còn bình thường, lúc này mới chỉ trong chốc lát, cả người giống như điên cuồng phát tiết lực lượng trong cơ thể chính mình. Từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đều dẫn theo lực lượng có năng lực xé rách không gian. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Huống Thiên Minh, không thể tưởng tượng nổi nói, thì ra là lão Huống cũng phải có một lần cuồng bạo như vậy, so với ta còn khoa trương hơn. À, Huống Thiên Minh trên không trung lại kêu to một tiếng, thân thể biến thành một thiếu niên xinh đẹp, toàn thân kim sắc, chỉ có điều về mặt hiện giờ dữ tợn cực kỳ. Vù vù vù, Huống Thiên Minh như trước vẫn đang phát tiết ra cỗ lực lượng chất chứa trong cơ thể ấy, mỗi một quyền đánh ra, không gian đều bị xé vỡ ra mấy đường khe hở. Huống Thiên Minh rõ ràng ở dưới tình huống không có địch nhân, hoàn toàn trung cực biến thân, chính là để phát tiết lực lượng trong cơ thể ư? Nghịch Cương và Tôn Ngộ Không nhìn thấy đều há hốc mồm miệng, kể cả La Băng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Huống Thiên Minh ở dưới tình huống không có chiến đấu mà hoàn toàn trung cực biến thân. Múa may hồi lâu, động tác của Huống Thiên Minh rốt cục cũng bắt đầu chậm lại. Mặc dù động tác chậm, nhưng uy lực của từng quyền tự hồ càng hơn hẳn những quyền trước. Một tiếng kêu to, dưới con mắt trận trừng của ba người, thân thể Huống Thiên Minh mơ hồ bắt đầu xảy ra biến hóa. Răng nanh từ từ biến mất, thân thể nhỏ bé bắt đầu bành trướng lên, diện mạo cũng từ hình dáng thiếu niên biến thành một gã thanh niên tuấn mỹ, khắp người trên dưới lóe ra luồng điện kim sắc uốn khúc. Chậm rãi mở mắt, hai đạo kim quang bắn thẳng tận trời cao, thoáng nhìn qua Tôn Ngộ Không, Nghịch Cương và La Băng quanh mình. Nguyên lai là như thế, không nghĩ tới tu luyện công pháp cương thi hoàng giả nhất tộc của ta lại cường hãn đến như vậy. Tốt lắm, biến thân lần thứ 5 hoàn thành. Thanh âm của Huống Thiên Minh mơ hồ truyền đến. Hiện tại nhìn đến, Huống Thiên Minh đã hoàn toàn không có hình dáng cương thi, một thân y phục kim sắc hoàn toàn là dáng dấp của thanh niên anh tuấn. Ngươi là Huống Thiên Minh sao? Ba người kinh ngạc nhìn Huống Thiên Minh hiện giờ, lộ vẻ mặt không dám tin tưởng. Huống Thiên Minh mỉm cười nói, đương nhiên là ta, chỉ có điều là hình dáng sau khi biến thân lần thứ 5. Lần thứ 5 biến thân, lần thứ 4 biến thân của ngươi không phải là trung cực biến thân rồi sao? Tôn Ngộ Không ôm lấy Huống Thiên Minh quay hai vòng hỏi, vốn ta cho rằng lần thứ 4 biến thân đó là trung cực biến thân, thế nhưng mới vừa rồi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng chạy tán loạn, sau khi trải qua khai thông và phát tiết ra liền biến thành cái hình dạng hiện tại này. Lực lượng, tốc độ so với lần thứ 4 biến thân nguyên bản cũng đều tăng cao thật lớn, mà lại có thêm hai năng lực đặc thù. Huống Thiên Minh khôi hài nói, lần thứ 5 biến thân, thực lực của Huống Thiên Minh đã một bước vượt qua giới hạn đặt chân vào ngưỡng cửa thiên thần. Chỉ cần sau khi lĩnh ngộ được điểm then chốt của không gian pháp tắc ấy nữa là có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Nghịch Cương lắc lắc đầu nói, lão thiên thật là không công bằng, lần thứ 4 biến thân đã biến thái như vậy, không nghĩ tới người cái tên gia hỏa này còn có thể tiến hành được lần thứ 5 biến thân.
Lão huống, ngươi vừa rồi nói còn có cái gì năng lực đặc thù phải không? Tôn Ngộ Không hỏi. Huống Thiên Minh cười một tiếng nói, đúng vậy, sau khi lần thứ 5 biến thân, ta có thêm 2 hạng năng lực đặc thù, còn như là cái gì tạm thời giữ bí mật. Tôn Ngộ Không lộ vẻ mặt khinh thường, tiếp tục hỏi, vậy thực lực của ngươi bây giờ tới trình độ nào rồi? Cụ thể ra sao ta cũng nói không được, bất quá coi như là các ngươi đều đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần, thực lực mỗi người đều phát huy đến mức tận cùng, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ta đâu. Huống Thiên Minh vẻ mặt rất tự tin. Có mạnh như vậy không? Tôn Ngộ Không vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng. Đừng nói Tôn Ngộ Không không tin, Nghịch Cương và La Băng tất cả cũng đều không tin. Không nói cái này nữa, tiếp đến lại có điều phiền toái nho nhỏ phải giải quyết một chút rồi. Huống Thiên Minh vừa nói, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm về phương Bắc. Những người khác vẫn hoàn toàn không cảm giác được có bất cứ biến hóa nào, vẻ mặt đều kinh ngạc nhìn vào Huống Thiên Minh. Tới rồi. Một lát sau, Huống Thiên Minh cười nói. Vù vù. Huống Thiên Minh vừa nói xong, chỉ thấy thân ảnh 4 người đã lăng không đứng đó. Thượng bộ thiên thần Công Cẩn Vũ mới vừa rồi đã cảm giác được bên này có một cỗ ba động lực lượng khác thường, sau khi phát hiện lập tức thông báo cho ba bằng hữu ở gần đó. Thượng bộ thiên thần 4 người lập tức chạy tới đây. Tôn Ngộ Không đã đạt tới cảnh giới trung bộ thiên thần, nhưng hoàn toàn không cách nào phát hiện cảnh giới của 4 người Công Cẩn Vũ. Điều đó chứng tỏ tất cả 4 người này đều là thượng bộ thiên thần. Vừa rồi nơi này ba động lực lượng xuất hiện, đúng là các ngươi phát xuất ra sao? Công Cẩn hỏi. Hắn có thể nhìn thấy nơi này 4 người, chỉ có một mình Huống Thiên Minh đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần, một người là trung bộ thiên thần, thêm 2 người hạ bộ thiên thần. Nhưng chấn động vừa rồi xảy ra kia, cho dù là 2 thượng bộ thiên thần cũng không có khả năng phát ra lực lượng cường đại như vậy. Không sai. Huống Thiên Minh đứng ra vừa cười vừa nói. Công Cẩn Vũ chau mày. Phương viên mấy trăm vạn dặm này cũng là địa bàn của 4 người bọn hắn, từ lúc nào nảy ra một thượng bộ thiên thần như vậy cũng không biết. Ta gọi là Công Cẩn Vũ, bên cạnh ta là 3 vị Bành Duy, Sài Thế Cương, Tạ Đại. Công Cẩn Vũ sôi nổi giới thiệu từng người. 4 người chúng ta đây là người cai quản phương viên trăm vạn dặm này, mới vừa rồi cảm nhận được lực lượng trong khu vực truyền ra, lúc này mới chạy tới. Ngươi là thượng bộ thiên thần thứ 5 tại phương viên trăm vạn dặm này của chúng ta, thế nào có hứng thú gia nhập cùng chúng ta không, cùng chung trưởng quản cái không gian mấy trăm vạn dặm này hay không? Công Cẩn Vũ cũng là có tính toán riêng của mình. Mặc dù bọn họ bây giờ có được không gian khoảng mấy trăm vạn dặm, nhưng những thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Tầng không gian thứ 8 cũng cùng một loại, cũng nảy sinh đầy rẫy tranh chấp. Tăng cường thực lực chính là nền tảng vững chắc cho bước tiến của mình. Bất cứ một thượng bộ thiên thần nào gia nhập liên minh cũng đều làm cơ sở vững chắc lớn mạnh. Huống Thiên Minh cười một tràng. Có phải nếu ta nói không, các ngươi đã chủ tính lập tức giết ta không? Công Cẩn Vũ 4 người mặt liền biến sắc, không nghĩ tới thoáng cái đã bị người ta đoán trúng tâm tư. Quả thực Huống Thiên Minh nếu như nói ra tiếng không, bọn họ sẽ lập tức bao vây lại và dồn người vào chỗ chết. Không phải là bằng hữu thì chính là địch nhân, đây là quy tắc của bọn hắn dành cho mọi người. Huống Thiên Minh cười cười có vẻ tiếc rẻ. Ta có điều dự cảm, ngày mai các ngươi sẽ không còn là trưởng quản phiến khu vực này nữa. Ngươi nói đi, ta làm sao mà dám cùng các ngươi hợp tác đây? Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng càn rỡ được rồi. Cho dù ngươi nói đúng, thật sự chúng ta ngày mai đúng không còn là người trưởng quản nữa, nhưng chỉ cần ngươi nói ra tính không, ta cam đoan ngươi hôm nay phải mất mạng. Đương nhiên còn có 3 tên bằng hữu này của ngươi cũng thế. Sài Thế Cương uy hiếp nói. Huống Thiên Minh không nói gì. Tôn Ngộ Không lại lửa giận bùng bùng, lớn tiếng mắng. Ngươi vì sao nhiều lời nói nhảm như vậy? Huynh đệ của ta đã rõ ràng cự tuyệt rồi. Nếu muốn đánh cứ đánh, nếu không đánh thì mau mau cút đi. Chúng ta cũng không rảnh rang nói chuyện phiếm với các ngươi đâu. Sài Thế Cương vừa nghe lập tức sôi giận. Lời này nếu là Huống Thiên Minh nói ra cũng không nói làm gì. Điểm mấu chốt đúng là phen này rành rành mắng chửi mình chỉ là một tên trung bộ thiên thần. Điều này khiến cho hắn đâu thể nào chịu được. Đồ khốn, ngươi tự tìm chết ư? Sài Thế Cương đỏ mặt hét lớn một tiếng, thân ảnh nhoáng lên một cái đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Trong tay xuất hiện một cây côn thật lớn lăng không nện xuống. Tôn Ngộ Không lập tức nghiêm trọng, hàn quang chợt lóe, kim bổng đã xuất hiện trong tay nghênh tiếp cây côn của Sài Thế Cương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có nhúc nhích. Sài Thế Cương cả người bị tống bay ngược trở về.
tới bên cạnh Tông Cẩn Vũ, mấy người mới ngừng lại, trố mắt kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Thiên thần khí ư? Mấy người kinh hoàng. Thiên thần khí tầng không gian này không phải không có, nhưng là cũng cực kỳ hiếm. Bọn họ có nghe nói đến, chẳng qua cũng chỉ có một hai kiện mà thôi. Tôn Ngộ Không vác kim bổng lên vai, bình thản như không có gì nói. Như thế nào, muốn cướp đoạt sao? Nghịch Cương và La Băng cũng không có đứng yên, thoáng một cái lại xuất hiện hai kiện thiên thần khí. Chỉ sợ rằng đối phương sẽ điên tiết lên. Cũng chỉ có Tôn Ngộ Không này chiến đấu điên cuồng, không suy nghĩ mới có thể bại lộ như thế. Tông Cẩn Vũ mấy người liếc nhìn nhau một cái. Cướp đoạt, đương nhiên phải cướp. Đối phương chỉ có một thượng bộ thiên thần, tại sao không cướp đoạt? Quả nhiên là muốn cướp đoạt. Lão huống, phần ta hai tên, giao cho ngươi hai tên, rất công bình đấy chứ. Tôn Ngộ Không xoa xoa tay, chuẩn bị khởi động đánh nhau. Ngộ Không, ta hôm nay hướng về ngươi tìm chút ân tình, ngày sau ta trả lại, ngươi thấy thế nào? Huống Thiên Minh hướng về Tôn Ngộ Không nói, cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào bốn người Công Cẩn Vũ. Cầu xin ân tình ư? Tôn Ngộ Không sững sờ, xin ân tình cái gì? Huống Thiên Minh tiếp tục nhìn chằm chằm bốn người kia, lớn tiếng nói. Bốn người này hôm nay ta bao toàn bộ, ngày sau có cơ hội ta trả lại ngươi mối ân tình này, thuận tiện cũng có thể để cho các ngươi mở mang kiến thức thực lực của ta hôm nay sau lần thứ 5 biến thân. Tôn Ngộ Không mới vừa muốn cự tuyệt, nghe được khúc câu sau nói, nhìn thử một chút thực lực của Huống Thiên Minh, rốt cuộc cũng chần chừ đáp ứng, cùng Nghịch Cương, La Băng lui qua một bên. Bốn người Công Cẩn Vũ mặt đỏ dần lên, vốn nghe thấy tên trung bộ thiên thần kia muốn đối phó với hai người trong bọn họ cũng đã rất tức giận rồi, không ngờ tới tên thượng bộ thiên thần này lại trực tiếp ôm đồm hết. Một người đối phó với bốn người bọn họ, sự điên cuồng ngạo mạn của Huống Thiên Minh khiến cho bốn người quả thực phẫn nộ bị đè lên tới cực điểm. Được rồi, tốt, tốt. Công Cẩn Vũ tức giận nói, ta cũng muốn thử xem người có cái bản lĩnh gì, dám lấy một địch bốn. Dứt lời, bốn thân ảnh thoáng một cái nhích động, đã vây quanh Huống Thiên Minh vào giữa. Mỗi người trên tay đều hiện ra một kiện vũ khí, không cần nhìn cũng biết đều là cấp bậc thần khí. Huống Thiên Minh cười cười, nhân tiện để cho các ngươi thưởng thức một chút lợi hại của lần thứ 5 biến thân cương thi. Huống Thiên Minh hai quyền đầu nắm chặt, chiến ý tăng cao, khí thế trên người cũng thuận theo bùng phát ra. Tự tìm chết ư? Công Cẩn Vũ không biết cái gì là lần thứ 5 biến thân cương thi, trên tay một thanh chiến đao dài hẹp, thân ảnh chớp lên một đạo hư ảnh, trong nháy mắt đao đã tới đỉnh đầu của Huống Thiên Minh. Ba người kia cũng không ngoại lệ, trong thời gian ngắn ngủi hướng vào Huống Thiên Minh phát động công kích mãnh liệt. A! Trong lúc Công Cẩn Vũ cảm giác khi trường đao đã sắp chấm tới đỉnh đầu của Huống Thiên Minh, chỉ thấy hai quyền đầu nắm chặt của Huống Thiên Minh hốt nhiên cuốn chặt lấy thân thể, khí thế bùng phát lên tới cực điểm. Sau đó thân thể mạnh mẽ mở ra, trong miệng phát ra một tiếng quát to. Một tiếng giống này dường như khiến cho thiên địa cũng biến sắc, khí thế mãnh liệt cứ như vậy trực tiếp tống bốn người thối lui mấy bước. Hay, thật mạnh. Tôn Ngộ Không trợn tròn hai mắt, miệng cũng há hốc, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Vẹn vẹn chỉ khí thế đã có thể đem bốn tên thượng bộ thiên thần này đẩy ra. Đây cũng là cảnh giới thiên thần sao? Hình như cũng chưa từng thấy qua có thực lực mãnh liệt như vậy. Nghịch Cương cũng nói, kể cả La Băng đều bị Huống Thiên Minh thi triển thực lực của mình mà kinh hoàng sững người. Này, điều này sao có thể? Bốn người Công Cẩn Vũ tất cả cũng đều chấn động nhìn nhau. Cùng là thượng bộ thiên thần, khí thế đạm nhiên cũng có lực lượng cường đại như thế, vậy người này nếu động thủ thì sao? Ta nói rồi, ta có dự cảm ngày mai phạm vi khu vực này sẽ không còn do các ngươi trưởng quản nữa. Dự cảm của ta luôn luôn rất chính xác. Huống Thiên Minh lạnh nhạt nói, đồng thời thân ảnh nhoáng lên một cái, so với thượng bộ thiên thần bình thường tốc độ nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt liền tới trước mặt Xài Thế Cương. Ban nãy đúng là ngươi ra tay với huynh đệ của ta thì phải, vậy ngươi chết trước đi. Thanh âm của Huống Thiên Minh giống như tử thần truyền vào trong óc của Xài Thế Cương. Hắn vừa mới sững sờ, quyền đầu của Huống Thiên Minh đã lẹ lên đỉnh đầu của Xài Thế Cương. Bang! Đầu của Xài Thế Cương trong nháy mắt nổ tung, linh hồn cũng theo đó tiêu tán. A! Công Cẩn Vũ rõ ràng nhìn thấy, gần như trong nháy mắt Xài Thế Cương đã bị người ta giết chết. Tốc độ quỷ dị kia, lực lượng cường hãn đó khắc sâu thật sâu vào trong đầu hắn.
bất giác ý thức không tự chủ được, thân mình lùi về phía sau từng chút một, đã muốn chạy trốn. Còn muốn chạy ư? Giết chết thải Sài Thế Cương, Huống Thiên Minh liền phát hiện Công Cẩn Vũ có ý muốn chạy trốn, chuyển trong nháy mắt tới trước mặt Công Cẩn Vũ. Chết đi! Cũng chính là hai quyền đầu kia nhằm vào đầu Công Cẩn Vũ kích vào. Công Cẩn Vũ theo bản năng giơ thanh chiến đao hẹp dài kia lên ngăn chặn lại. Ca sát! Tiếng ma sát, chiến đao vỡ vụn, quyền đầu của Huống Thiên Minh còn thẳng chớn kích thẳng vào đầu của Công Cẩn Vũ. Cũng giống như Sài Thế Cương, chưa kịp suy nghĩ chút nào, Công Cẩn Vũ đã chết rồi. Trong thoáng chốc, bốn tên thượng bộ thiên thần đã chết đi một loạt, còn lại hai tên đã chia hai hướng khác nhau mà bay đi. Ta nói rồi, lời dự đoán của ta rất chính xác. Bồng! Một thanh âm vang lên, một tên thượng bộ thiên thần khác đầu vỡ tan ra. Bồng! Thời gian không tới một lần hô hấp, tên thượng bộ thiên thần cuối cùng cũng bị Huống Thiên Minh giết chết. Cả quá trình cực nhanh, nhanh đến nỗi đám người Tôn Ngộ Không còn chưa có phản ứng gì. Chỉ thoáng qua trong chớp mắt, tan tành thành mây khói, bốn tên thượng bộ thiên thần đã toàn bộ chết trong tay Huống Thiên Minh với lần thứ 5 biến thân cương thi. Tôn Ngộ Không rất lợi hại, dựa vào thượng phẩm thiên thần khí, dựa vào kinh thiên côn pháp, có thể với cảnh giới trung bộ thiên thần kiên cường chống lại thượng bộ thiên thần, cũng có thể ở dưới công kích của vài tên trung bộ thiên thần giữ được ưu thế, thực sự chống lại bốn tên trung bộ thiên thần, Tôn Ngộ Không có thể kết thúc thắng lợi. Nếu như nói dưới tình huống đối phương đã nảy sinh ra ý hoàn toàn công kích luân phiên, vậy căn bản là không có khả năng chiến thắng. Cũng như thế, La Băng và Nghịch Cương chống lại đối thủ cùng cấp bậc cũng không có khả năng làm được. Thế nhưng Huống Thiên Minh làm được vậy. Dựa vào lần thứ 5 biến thân vừa mới hoàn thành, chỉ riêng khí thế là có thể đẩy ra 4 người cùng cấp thượng bộ thiên thần, lại nhìn như không tốn công sức chút nào, toàn bộ đánh chết đi. Đây tựa hồ đã không còn là năng lực của thiên thần nữa rồi. Lão Huống, ngươi vẫn còn là con người sao? Tôn Ngộ Không trợn tròn cặp mắt, bay đến bên cạnh Huống Thiên Minh, không dám tin tưởng hỏi. La Băng cùng Nghịch Cương tất cả cũng bay tới. Huống Thiên Minh chỉ cười một tiếng. Ta vốn đã không phải là con người, ta là cương thi, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Tôn Ngộ Không cẩn thận dè dặt sờ sờ y phục kim sắc trên người của Huống Thiên Minh. Y phục này của ngươi phòng ngự hẳn là không thể kém hơn so với trung phẩm thiên thần khí trên y phải không? Cái gì gọi là không thể so sánh? Bây giờ cường độ thân thể ta đã vượt qua thượng phẩm thiên thần khí đỉnh phong. Đừng nói ta mới vừa rồi dụng khí đã đem bọn họ tống ra ngoài, cho dù bỏ mặc cho vũ khí bọn họ đánh lên người của ta, đối với ta cũng không tạo được một chút thương tổn nào. Huống Thiên Minh đắc ý nói. Từ lúc nãy đến bây giờ, cho dù lúc không động thủ, người như thế nào cũng duy trì cái trạng thái này à? Chẳng lẽ... La Băng đối với cương thi đúng là hiểu rõ ràng, chính xác nhất. Mặc dù mỗi một lần trải qua biến thân, lực lượng và tốc độ của cương thi đều sẽ tăng trưởng lên rất nhiều, nhưng ngược lại mà nói, cũng phải hao phí tâm lực rất nhiều để duy trì trạng thái ấy. Nếu như trước kia, Huống Thiên Minh cũng sẽ không tùy tiện biến thành hình dạng trung cực biến thân, chỉ có khi chiến đấu mới có thể thực hiện. Trả lời đúng rồi. Sau khi biến thân lần thứ 5, ta phát hiện mặc dù thực lực tăng trưởng rất nhiều, thậm chí so với lần thứ 4 biến thân mạnh hơn gấp 10 lần, và lại cũng hoàn toàn không cần lực lượng để duy trì hình dạng hiện tại. Cũng có thể nói ta sau này có thể vẫn giữ nguyên cái hình dáng này xuất hiện rồi. Đẹp trai đấy chứ. Huống Thiên Minh hôm nay tâm tình thật tốt, cũng nổi lên vui đùa. Nghịch Cương vừa lau mồ hôi vừa nói. Lúc nãy thấy ngươi hình như chẳng qua chỉ dùng quyền đầu đã hoàn toàn giải quyết xong 4 người kia. Hơn nữa hình như ngay cả liệt thiên quyền sáo cũng không có dùng nữa. Đương nhiên là vậy. Bây giờ quyền đầu của ta chính là vũ khí tốt nhất. Quyền đầu có thể so với cực phẩm thiên thần khí, còn muốn dùng vũ khí khác làm gì đây? Huống Thiên Minh khinh thường nói. Hắn có 2 kiện trung phẩm thiên thần khí, chẳng qua đối với Huống Thiên Minh bây giờ mà nói, những thứ này cũng không có tác dụng gì. Quả thực đúng là biến thái mà. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, nói chung là trong lòng ấm ức. Kế tiếp chúng ta phải đi tìm chút phiền toái rồi. Huống Thiên Minh chợt nói ra một câu khiến cho 3 người cũng không hiểu đâu vào đâu. Tìm phiền toái ư? 3 người hoàn toàn không rõ nguyên cớ ra sao. Huống Thiên Minh chỉ cười một tiếng. Đúng, tìm phiền toái. Kế tiếp chúng ta cần phải đi dò la nghe ngóng. Nghe ngóng cái gì? Tôn Ngộ Không tính hiếu kỳ lúc này cũng rất sâu nặng. Trong tầng không gian này có người gọi là Tông Quân, chúng ta phải tìm đến quấy rối bọn chúng.
Huống Thiên Minh đáp. Ba người hoàn toàn không có lời gì để nói. Xem ra Huống Thiên Minh tựa hồ hoàn toàn không nhận biết tên tông quân này, dường như chỉ là biết tên của hắn. Thật không biết Huống Thiên Minh muốn đi tìm gây phiền toái cho người này để làm cái gì. Huống Thiên Minh cũng biết mối nghi hoặc của ba người, cũng không đưa ra lời giải thích nhiều, chỉ lên tiếng nói. Hãy tin ta, ta cũng không phải không có việc gì mà kiếm chuyện gây sự đâu. Ta hỏi cái này lão Huống, ngươi có thể trước tiên tiết lộ ngọn nguồn cái này một chút xíu hay không? Tới cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Ngộ Không nóng nảy linh lợi hỏi. La Băng và Nghịch Cương cũng biểu lộ vẻ mặt chờ mong. Hay là đi thôi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Ba người không biết làm sao, đành phải nghe theo lời Huống Thiên Minh. Suốt lộ trình dò la, rốt cục cũng nghe được tin tức của Tông Quân. Tông Quân, người của đệ nhất thần giới, ngụ tại Hộ Long Sơn Mạch Bắc Bộ của tầng không gian thứ 8, cách chỗ bọn họ bây giờ ước chừng ước vạn dặm xa. Tông Quân tu vi là thượng bộ thiên thần đỉnh phong, có một kiện hạ phẩm thiên thần khí. Tông Quân thuộc về một loại tam tu, cũng không giống Thạch gia, Chu gia dạng lực lượng gia tộc như thế, nhưng thực lực của Tông Quân cũng không thể xem thường. Chính mình có thực lực đạt thượng bộ thiên thần đỉnh phong, còn có 6 tên huynh đệ kết nghĩa, tu vi cũng hơn kém không bao nhiêu. Bọn họ không để ý đến trưởng quản địa bàn lớn nhỏ bao nhiêu, cuộc sống đúng càng thêm tiêu sái tự do. Mặc dù Tông Quân có hạ phẩm thiên thần khí, nhưng kể cả người trong Chu gia, Thạch gia cơ bản trong đầu cũng không có ý niệm đến ra tay cướp đoạt. Một là bởi vì ở tầng không gian này, thiên thần khí mặc dù ít nhưng cũng không phải là không có. Ít nhất Chu gia cùng Thạch gia đều có hai kiện như vậy. Thứ hai, Thất huynh đệ cũng không hiếu chiến, cũng rất ít gây thù kết oán cùng ai. Thứ ba, Thất huynh đệ bản thân thuộc về đệ nhất thần giới, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, chỉ vì một kiện hạ phẩm thiên thần khí mà liều mạng cùng đối phương, bất luận là Thạch gia hay là Chu gia cũng đều không muốn. Ta thắc mắc. Nghịch Cương có chút do dự. Thiên Minh huynh, ngươi xác định chúng ta thật sự phải đi tìm Tông Quân kia gây phiền toái sao? Cũng không phải Nghịch Cương sợ cái gì, chỉ là mạo muội lỗ mãng đi tìm người ta đấu đá như vậy, vô nguyên vô cớ thêm một số tên cường địch, điều này không phải là điều ông muốn nhìn thấy. Ta nói Nghịch Cương, như vậy mới có hứng thú. Lão đúng là đánh nhau gan nhỏ như vậy, ta đã nhàm chán rồi. Tôn Ngộ Không cùng Nghịch Cương hoàn toàn trái ngược, xem ra mặc dù đều là điên cuồng chiến đấu, cũng đúng có điểm khác biệt. La Băng không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn Huống Thiên Minh, không rõ trong hồ lô này của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Huống Thiên Minh cũng chỉ nhíu mày, hắn cũng không ngờ tới cái tên Tông Quân này lại có thực lực mạnh đến như vậy. Bảy tên thượng bộ thiên thần đỉnh phong đối với mình thật ra không là cái gì, nhưng với ba người còn lại thì có chút khó khăn. Cho dù tự mình có thể đối phó với năm tên, hai tên còn lại kia cũng không phải bọn họ bây giờ có năng lực ứng phó được. Xem ra tình huống ta nghĩ không đơn giản như vậy. Thế này đi, các ngươi ở lại chỗ này, ta giải quyết xong chuyện này sẽ trở về tìm các ngươi. Huống Thiên Minh cau mày nói. Tôn Ngộ Không là người thứ nhất nhảy dựng lên, tức tối phẫn nộ nói. Lão Huống, ngươi đây là có ý tứ gì vậy? Không được, nếu đi ta cũng đi. Đừng quên, kinh thiên nhất côn của ta có thể dẫn theo không gian pháp tắc nhiều hơn so với linh ngộ của ta đấy. Đích xác Tôn Ngộ Không khi phi thăng lên một tầng, mỗi lần đánh ra kinh thiên nhất côn, quả là pháp tắc đều so với cảnh giới của mình cao hơn một tầng. Hôm nay Tôn Ngộ Không bằng vào thực lực của trung bộ thiên thần đã có thể sử dụng kinh thiên nhất côn làm cho không gian sụt lún. Ta có một kiện chiến y thượng phẩm thiên thần khí, vũ khí thiên thần khí, còn có một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. Thiên Minh, ngươi sẽ không cho rằng Tu La Ma Hoàng Đạo của ta là công pháp tầm thường đấy chứ? La Băng vừa cười vừa nói. Đối mặt với thiên thần, La Băng cũng không có e sợ chút nào. Ê, nói như thế nào, tiểu quân cũng chân truyền cho ta nghịch tiên nhất kiếm, cảnh náo nhiệt này ta cũng đóng góp một phần nữa. Nghịch Cương hơi miễn cưỡng, ngay cả La Băng cũng tỏ ý muốn đi, chính mình nếu không đi hơi hơi có chút không biết ăn nói ra làm sao. Huống Thiên Minh nghiêm túc lắc lắc đầu. Ngộ Không, La Băng, vốn chúng ta trước đây là quan hệ đối lập, nhất là La Băng, chẳng qua là sau khi tới cái thế giới này, bất luận các ngươi hay là ta cũng đã đem đoạn kiều hận kia vứt bỏ đi. Hôm nay chúng ta đúng là bằng hữu, nếu là bằng hữu cần phải suy nghĩ đến giúp đỡ bằng hữu. Các ngươi đã muốn biết ta cũng nói ra. Không kể việc biến thân này làm cho ta thu được hai hạng năng lực đặc thù, một là đối với ý nghĩ của người khác có một loại năng lực cảm ứng được, hai là đối với tương lai có khả năng dự đoán chính xác. Đây cũng chính là nguyên nhân ta mới đưa ra định mức thời gian chiến đấu của bọn Công Cẩn Vũ nói ra.
Ta dự đoán rất chuẩn xác. Ta sở dĩ tìm đến quấy rối Tông Quân bởi vì ta tự biết cho đến lúc ta phi thăng, chuyện đó cũng chỉ hơn 10 năm, mà trong số điểm dự báo đó, cái tên gọi là Tông Quân này sẽ mang đến cho các ngươi nhiều phiền toái. Nếu nói như vậy, tốt hơn hết là bây giờ hãy giải quyết cho xong đi. La Băng tiến lên một bước, mỉm cười nhìn Huống Thiên Minh nói: Thiên Minh, nếu như ngươi nói bằng hữu thì phải vì bằng hữu mà lo lắng. Ý tứ này của ngươi rõ ràng là nói chúng ta không lo lắng cho ngươi. Nếu ngươi có thể có năng lực cảm ứng được ý nghĩ của người khác như vậy, vậy sao ngươi lại cự tuyệt chúng ta cùng đi? Có phải có điểm không thể nói được hay không? Đúng, cho nên mới nói rõ với các ngươi nguyên nhân. Nếu như ta đi một mình, cho dù đánh không lại 7 người bọn họ, ta cũng nhất định có năng lực tự bảo vệ mình. Tôn Ngộ Không đi tới vô vô vai Huống Thiên Minh nói: Lão Huống, dù sao ta bất kể hai người các ngươi nghĩ như thế nào, có đánh nhau nhất định phải tính là ta một người. Huống Thiên Minh cười cười, trong nụ cười kèm theo vẻ bất đắc dĩ và nét khôi hài. Bất đắc dĩ chính là hắn cuối cùng không cách nào thuyết phục ba tên bằng hữu này. Cao hứng chính là ba người này đều là bằng hữu chân chính, từ cảm ứng trong tâm lý của hắn là có thể biết được. Được, chúng ta cứ cùng đi, chúng ta là bằng hữu cùng sống cùng chết. Huống Thiên Minh cười lớn, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Tôn Ngộ Không ba người cũng nhìn nhau cười, đối mặt với khó khăn, mỉm cười, không có khiếp sợ và lo lắng chút nào cả. Tại Hộ Long Sơn Mạch, cả tòa sơn mạch giống như hình ảnh hai con cự long bay lên, hai cái đầu đối mặt nhau, khí thế khoáng đạt, rộng lớn. Sơn mạch cùng vật chất màu xám của bầu trời giống nhau, cùng đều tỏa ra một loại tử khí màu xám. Đây là Hộ Long Sơn Mạch, bảy tên gia hỏa quả đúng là biết hưởng thụ. Huống Thiên Minh mỉm cười nói: Nghe nói bảy tên gia hỏa này cũng có một số thủ hạ, trước hết bắt đầu từ thủ hạ của bọn chúng hỏi thăm sức khỏe chút cho đỡ nghiền đi. Được thôi. Tôn Ngộ Không ở một bên xắn tay áo lên, nói đến bọn họ lần này chính là lần đầu tiên chính thức tìm đến quấy rối người khác. Có người không? Có người không? Tôn Ngộ Không cố ý kêu lớn. Sau một lúc, tám tên trung bộ thiên thần bay tới, từ trên xuống dưới đánh giá mỗi người một hồi, ngang ngược hỏi: Làm gì? Tôn Ngộ Không híp mắt nhìn chằm chằm tám tên trung bộ thiên thần nói: Chúng ta nhìn thấy hai tòa tượng long này rộng lớn, đúng là ẩn náu không tệ. Sau đó đã dự định tạm ở lại nơi này, nếu có người thì mau mau dọn đi nơi khác giao lại cho lão Tôn. Nếu đúng là chủ động tìm phiền toái thì kiếm cớ kiểu gì cũng không quan trọng. Mẹ kiếp, dám đến Hộ Long Sơn Mạch quấy rối, có biết chủ nhân nơi này là ai hay không? Một tên trong bọn nổi giận mắng, thấy trong những người này có một trung bộ thiên thần, hai hạ bộ thiên thần, còn người kia nhìn không ra cảnh giới, hiển nhiên là thượng bộ thiên thần. Có thượng bộ thiên thần tại đây, bọn chúng cũng không dám trực tiếp động thủ. Chúng muốn trực tiếp lợi dụng oai danh của Tông Quân Thất Huynh Đệ để hù dọa cho đối phương sợ hãi mà rời đi. Xin rửa tai lắng nghe. Nơi này chính là Tông Quân, địa bàn của Tông gia Thất Huynh Đệ. Tên trung bộ thiên thần kia tự hào nói. Tôn Ngộ Không vo vo cái lỗ tai cau mày nói. Tông Quân không nghe nói qua nhỉ? Được rồi, chỗ này chúng ta chiếm lấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.